mức thuế chống bán phá giá tôm Việt Nam vào Mỹ bằng 0% đã tác động tích cực đến thị trường tôm trong nước. Cụ thể, trong vài ngày trở lại đây, giá tôm nguyên liệu tại đồng bằng sông Cửu Long đang tăng trở lại. Tăng mạnh nhất là tôm cỡ lớn loại 30 con 1 kg với mức giá 166.000 đồng 1 kg, tăng khoảng 7.000 đồng 1 kg so với hồi đầu năm. Tôm 50 con 1 kg có giá 115.000 đồng, tăng 5.000 đến 7.000 đồng. Các doanh nghiệp thủy sản cho biết giá tôm nguyên liệu sẽ còn tiếp tục tăng do đây là thời điểm thuận lợi. Các nhà máy đang tăng tốc thu mua nguyên liệu để đẩy mạnh xuất khẩu.